Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay có bạn mới qua, nó mới di trú qua mà nó được thông báo như thế chứ mình cũng chả biết là nó qua hồi nào. Nó sẽ qua chào đón một tí. Không đưa tôi nha. Đây là lần thứ ba nha. Đó, đưa lên hai lần thì đây là lần thứ ba. Nếu bạn có coi thì đây là lần thứ ba. Đó, chả biết làm sao. Bạn ấy bảo là bạn bên này nó mới qua và có mấy thằng có cham, cái gì có thằng có cham rồi một bê máy này kia thì mình qua chào hỏi tí. Mà nãy giờ chưa thấy gì. Qua mình sẽ chào hỏi một màn nhẹ nhẹ. Nhưng mà không biết gạ về cái vấn đề gì đây. Mình sẽ Nãy là bắt lên nhưng mà kiểu như sao đây? Không qua tưởng là nó nằm xa xôi lắm, ai ngờ cũng gần sát nhà. Như cái vị trí là tao ngẫu nhiên. Kiếm kèo tối nay khổ quá mà chả khi nào mà kiểu như dạo này nó hơi quen mặt rồi. Đây mình đang gần quá quen mặt rồi, bây giờ là chả kiếm được kèo nữa. Tình hình này là chắc là tôi đi di trú chắc luôn. Và cậu ấy đang ăn một con quái ba. Nói chung quá KS quái là vấn đề về của mình. Đó, đây một con hắc long quái ba thì chắc là cây phải quánh mình chứ. Ok, mình sẽ full it. Chả biết là bây giờ ạc này mình quên là cái lượng đam nó bao nhiêu rồi, nên mình sẽ full it trước để mà đón sao đón chứ giờ chơi rồi nha. Cho em xin một con quái ba và mấy phần trăm ta. Tôi không biết là tốn năng lượng nhiều lắm đấy. Sao luôn đây. Ok, mình sẽ đợi thêm một lần nữa. Nãy thấy ngàn ăn thêm con quái ba mà chả biết. Trống khiên luôn rồi. Đâu rồi? Wow, man. Thật tuyệt. Như wow mà thành e. Cứ quái là một nghệ thuật và người cứ quái là một nghệ sĩ. Quái của IGG không phải của ai hết. Để mấy cái câu danh ngôn của mấy băng xăng á là gì ta? Kiểu như băng xăng thường thì nó sẽ là cái danh ngôn của nó là cướp quái, chả chừa băng nào này kia, thì cả băng Việt hay băng nước ngoài nó vẫn cướp bình thường. Đó thì mấy bạn mà gặp băng xăng thì tránh ra nó tí, phải không? Cái trường hợp đó ngày trước là mình gặp nguyên một bang, nó nguyên một bang luôn. Rồi tôi thấy tôi bị lỗ rồi đó, bắt đầu lỗ rồi đó. 7.000 đến 10.000, 568m. Có cỡ này thì mình không sợ, kiểu này là nó không có cham là chắc. Chờ một ít luôn kìa đậu xanh. Trời cho mấy đắng lòng đi thật sự. Một ít, đi 6 ít. Trời mẹ ơi, nó đắng thiệt. Ôi nó cay. Ôi đúng là cay luôn, cay đúng luôn. Ôi là teo. Trước hết là bị lỗ rồi, lỗ 5x rồi nè. Với lại ăn còn quá linh nữa. Cái không phải là mình nói về cái vấn đề, như là ở đây mình nói riêng một tí là cái trường hợp gặp mà kết bạn Zalo rồi xin ạc là mình thấy là nhiều lần. Và ở đây mình nói là mình cày chay đều là cày chay hết. Tất cả các ạc thờ không có ạc nào mà mình rảnh mà mình cho ai hết á. Nhiều ông lại bảo xin vào. Anh ơi, anh chơi mấy ạc? Là mình đón tiếp câu sau là xin ạc rồi. Có rảnh không? Cho hỏi có rảnh không? Không ai dương ạc chứ á, thiệt sự á. Lần nào cũng vậy chứ, mà gặp vào mà hỏi anh chơi mấy ạc là rồi đó. Có ông xin ạc rồi. Và cứ bảo là xin ạc không cho thì nói quỷ đăng ký này kia. Ở quỷ đi. Ok quỷ. À người ta cũng cày. Người ta cày bao nhiêu lâu mấy tháng trời mà hỏi đi vô nghe xin ạc. Anh ơi cho em xin ạc. Nhẹ nhàng quá. Ủa mình là gì của nhau nhỉ? Nhẹ nhàng. Nghe nhẹ quá. Cái tình trạng đó là block luôn, khỏi nói nhiều. Ok, tại vì cái trường hợp người ta cày là người ta đã cày cực khổ mấy tháng trời đi vô nhẹ xin ạ. Sao không giỏi ngồi cày đi?
cứ vào xin ạt lên shop ạt đó mua. Đây tiếp tục săn nè, cứ vào xin ạt gặp là bà lo muốn là cảm thấy hơi bức trước sao. Mình có cày mà mình đợi có ăn, mới vào gặp quen biết gì nhau chưa, đã có làm gì cho nhau chưa, cho nhau gì chưa, ngồi xin ạt. Muốn được người ta cho cái gì đó thì mình phải làm cái gì đó cho người ta chứ. Mình chưa cho nhau thứ gì để mà quen biết nhau, chưa gặp nhau lần đầu, mới nhắn tin được hai câu xin nè. Gì đây? Cách dạo này thì do quá quen thuộc với cái bởi mốt chấp luôn cậu, chấp cậu luôn. Tại quen quá nó không quánh đâu. Đây bộ quá. Bây giờ là 0:23 nửa đêm đi cà kèo. Đây là thời gian mà good người tốt. À Peter. Nói chung á, không phải là ai cũng cày, đã dân cày chay thì đó là chuyện bình thường. Với lại không có một YouTuber nào hay là một cái người nào mà lập ra một đống hạt á để mà cho hết á. Các bạn lưu ý, cứ vào gặp người ta hỏi xin hạt. Trừ khi người ta bỏ game á, mà người ta không muốn bán á, xin có thể là người ta còn cho. Mà còn gặp cái trường hợp mà đang chơi có anh ơi có dư ạt không cho em. Ủa mình thứ nhất mình chưa là gì của nhau, không có đấy nào mà chứ mình, cái trường hợp mà mình biết bạn mà chưa chắc gì mình đã cho bạn. Đừng nói chi mà mặc đồ đét vậy, nó hơi khả năng đánh hơi bị hấp. Đừng nói bảo là cứ mới gặp nhau nhắn được hai câu cái xin ạt, đời có đời nào. Thử ra đường mình kêu người ta đi, gặp mặt nào đó xin cho 50.000 sáng thôi, cho không nó vả cho một tay vào mặt. Ok, bây giờ bạn có một cái hạt bốn nhiều hạt cáp đó, bây giờ tôi hỏi bạn xin, tôi xin bạn một hạt các bạn cho vấn đề là không bao giờ cháu em nhớ biết vì nhau, kể cả mình còn chưa xin cho người ta nữa thì lấy gì người ta cho mình. Mình chưa cho người ta thứ gì. Giờ này cái vấn đề như là đi gã kèo này nó hơi bị thấp rồi các bạn ơi. Mình đang tìm một cái kinh nào đó để mà qua ở đó, nói chung là gã kèo càng dễ càng tốt. Nhưng mà một số cái kinh nó cao quá, tròn rồi nó chữ luôn rồi. Dog kiểu như mình cũng hiểu rồi đó, chữ ban Việt Nam chó đó. Cái đó là dog VN nè, VN Guild Việt Nam, bán hội Việt Nam. Chữ rồi. À Peter. Ok bạn. Nên mình qua mà chào hỏi bạn này thôi. Tại vì mới mình nói là thấy nó hồi sớm á, cái ông trong bang mình đang ở này thì ông bảo là cái bang này nó mới qua và cái lượng máu của nó là hơn ông chỉ mấy người trong bang là 200m, 300m rồi nó lại nó solo và nó thấy nó hơi nghi ngờ một tí. Nó dám solo thì mình chạy qua mình thử. Và nãy giờ thì chả thấy ai cả. R4 của bạn phải nghiên cứu nhiều. Do heo R4 của bạn có cái học kiểu như mo hơn và dạy bạn. Ôi, cái trình tiếng Anh nó đi đập vào lòng đất. Chả bao giờ mà gã nó mà gã kèo mà 200m, 300m mà là solo thì mình hơi nghi ngờ. Có thể là lũ lính rớt khiên này kia thì nó có thể đâm và hỏi mà. Như mình trăm gần trăm mờ mình chả thấy là nó làm sao cả. Đấy là qua gà chấp nó đấy là on này kia thì mình chả tin. Nhiều ông giới thiệu cái kinh mình đang ở không mà chứ không phải là giới thiệu những cái kinh mà có chiến thiệt sự đó, các bạn hiểu với chim mờ, các bạn biết cái ca nào đó mà các bạn chia sẻ lại để mà mình đi đét chứ không phải đi qua mà gặp. Bây giờ hà của mình á là nhờ các bạn chia sẻ thì mình đang nằm ở ca chết hai à, nằm ở đó luôn. Bây giờ là chưa có không có bang nào bắt tay thì kia thì nằm nền. Vậy là không bắt tay được, không đi được, một ngày kiếm không được mấy một hai ca su một kiếm không được, đã thấy nó su cỡ nào. Đi qua hỏi cho cái nhớ cái clip mà 928 á, thì qua được một phát một bảo là 1-2 giờ đêm nó đánh thì kia, trời tôi gỡ khiên nguyên cả một ngày rồi. Coi chừng nó cướp, tôi không có coi chừng ai hết. Gỡ khiên cả một ngày, cả 928, nhớ một cái lần nữa.
tới bây giờ qua được đóng được một một video một gỡ khi nguyên một ngày. Nói chung là có một bạn là đi qua chung với mình đó thì nằm đó gỡ khiên đó là hết trong vòng 24 giờ đồng hồ, không không bằng nào ngó, kể cả thám cũng không thám, đừng nói chi là đánh đánh mỏ luôn mà còn còn không 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 hề hấn gì, kể cả gỡ khiên đánh mỏ trước mặt thằng lãnh chúa, trước mặt những thằng đang cùng chiến, kiểu như đang nó đang on luôn, nó đang on, nó cùng nó đang đánh ám luôn, mà qua thì vẫn chả thấy thằng nào. Ok, này là cả 3x này đó thì phải xem lại. Giới thiệu thì mình giới thiệu thì mình giới thiệu cho đàng hoàng một tí chứ không phải là đụng thích kinh nào thì mình đưa kinh đó. Nó tối nó đánh 1-2 giờ sáng đó, gỡ khi cả một ngày qua đêm này kia nó còn chưa thành thám, nó chỉ đánh ai đó thì đụng một cái thì mấy cái kinh kia đụng một cái thì nó rally, chứ nó nhìn nhau rồi nó rally thôi chứ nó cũng không dám solo nữa. Kể cả một khi là mình ốp nó rally lên luôn, không có thằng nào dám solo cả, mà bảo là nó máu lắm, giới thiệu máu lắm, nghe gắt lắm, nhưng mà chạy qua thì gặp cá chết rồi đủ thứ chuyện hết. Bây giờ hiện tại ở kinh này nó kiểu như mình không biết là cái vấn đề nó là cái gì, nhưng mà mình tháo khiên ra rồi đủ thứ, làm thôi đủ thứ hết, kể cả là gỡ chống thám, gỡ khiên, rồi giả bộ kiểu như giả bộ ốp luôn đấy, rồi nó ăn quái một luôn rồi, sàng khi mà gã kèo này kia thì nó cũng không có gì. Mấy hôm nay nó bị kiểu như quen mặt quá rồi, không ai là mình làm ác luôn á, kể cả làm ác luôn. I hate you. Tôi ghét bạn. Gì? You just wish no story. Bạn là người lớn không có học Indo, tiếng Anh đầy đủ các thứ. Peter here. Mình chỉ quay hai. Ok. Nhưng mà nó đấm phát nữa là bao chết nên mình sẽ xử luôn. Ở đây thì chắc là quen mặt quá, không biết là các bạn có thể là cho mình một cái lý do nào đó để mà dù sao làm cái gì đi nữa thì ít ai mà chịu đánh mình lắm đó. Gà kèo như thế này thì khó khăn, càng ngày càng khó khăn, và mấy ngày thì mình không có kèo luôn. Bây giờ các bạn có thể xem cái thời gian mình đang đang đang, đang gà kèo luôn đấy, trong chiến thư đấy, thì các bạn xem có mấy giờ, các bạn ngừng lại thế mấy giờ mình đang gà kèo đấy, nó khó vậy đó, chung là lên lên càng ngày càng khó chứ không phải là không muốn ra mà là không có kèo. Còn mấy lớn thì đang một là bác thôi, Netrally mình đang di chú, đang đang sắp xếp di chú này kia thì hơi lu chả vào cái con văn minh lịch sự vãi. Đây đây cái thời gian, các bạn thấy cái thời gian gạ của mình không, không 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 trước không đó, chứ không không có số 1 rồi, 1 giờ 2 giờ chả bao giờ đấy, ban ngày thì chả, nói chung là ngày cả ngày cả lẫn đêm này thì nghĩ nó quen nhau quá. Ok. Nhưng mà bữa hổm mà Death Rally á thì sao ta? Như hơi rung tay, dù là triết lý vẫn nói chuyện ào ào nhưng mà tay thì vẫn rung. Đôi lúc phải giữ bình tĩnh, nói chung là phải giữ bình tĩnh nhiều. I hate PPL tên. Trời ơi, nó thám nó bay luôn. Đấy, cái tình trạng thế này đấy. Đấy, chấp luôn, chấp cậu luôn. Không có dám đâu, kiểu như bây giờ nó ngán ngẩm rồi, nó ngán ngẩm chấp rồi. Đấy, sao hồi đất ơi, nhiêu đây? 146M. Có từ 4, cha nội. Có từ 4 không? Có từ 4 làm phát này. Các bạn có thể đi cướp quái đó là chuyện bình thường này, cái anh Đức tấn công đi. Ông này mới cháy rồi, mới cháy nãy, mới cháy khoảng nửa tiếng trước. Ok, nãy là bị rally rồi, kiểu như không không on nó, đi chắc đi nhậu đi gì rồi, không để số điện thoại. Ngon, trời ơi, sớm giờ mới được một kèo ạ.
Má mày làm tao đứng hình luôn á. Cậu làm tớ đứng hình đấy. Cậu làm tớ mất niềm tin vào cuộc sống đấy. Được mấy con T4, mấy con T3. Đây là cái tình trạng hiện tại của mình. Đó, nói chung là đợi sắp đủ di chú rồi. Mình đang tự tìm, nói chung là để cam mình tự tìm coi mình để kia. Chứ các bạn khỏi cần giới thiệu nhiều. Khó khăn lắm, mình đi chết. Bây giờ là muốn mà đi qua là phải hỏi thăm trước, là phải đi check từng ca chứ, mà gặp mà ôi đi qua đại đại là thôi rồi. Đại đang ở K900 đây, K900 lúc này nó gạ khó khăn quá. Ôi trời ơi, cậu làm tớ mất niềm tin vào cuộc sống. Đi gạ kèo cái kiểu này là chết rồi, gặp T3 T4 này là thôi rồi. Hình như nó đem tướng là ok, nếu mà định nó mà đem tướng thì nó bị bắt là ok luôn. Nó sẽ có mấy thằng nữa chạy lại hốt liền 200 trữ. Ô, không được đi kiếm nhẹ cái skill tào lao thiệt sự. Đây bạn ấy đang cố săn cho mình con quái ai và ôi xuất sắc. Thật sự là xuất sắc. Trời ơi, dễ dàng quá, nghe dễ quá bạn ơi. Đánh sao còn 1% hay vậy các bạn nào? Cái ngày trước mà một nhiều lần mà bị lỗi, không biết là lỗi đam hay là sao mà 0,01%. Mấy cái trường hợp đó là tức cay luôn, mất tốn thêm một ít nữa, 0,01%. Đây 6 nha, 6 giờ tăng tốc cũng được, tập 8. Đây trời ơi, làm gì mình đi. Please. Ok nè. Cho test trận nè. Để test trận. Cậu làm gì tới đi. Và cái đây cái tên là tình trạng hiện tại của mình. Đó, mong các bạn là xem mà tạm tạm vài bữa bạn, hôm nay mình đăng vài bữa tạm tạm thôi. Chắc chết rồi, tâm này chết rồi. Không thể nào mà gã đét cái kiểu này được, cái tình trạng của này. Mình mong là nó đấm mình. Khó khăn quá mà. Mình lưu ý lại một tí là các bạn không có kết bạn với mình mà gặp mấy cái tình trạng như là xin ạc hay là nói chuyện spam á, cái kiểu spam nhắn tin mà nhắn một tin là người ta thấy rồi, người ta sẽ trả lời qua Yuli. Ủa mình đã có qua cái bang này đâu ta? Mình đâu nhớ mình qua bang đó đâu. Cái tình trạng spam nhắn một tin là người ta thấy trả lời rồi, người ta thấy là người ta sẽ trả lời. Còn mà gặp mà nhắn có một câu một tin một mà sờ báo cả chục cái là thôi rồi nha, thế nào mình cũng sẽ block, chưa hề block nó cao hơn. Mình cảm thấy mình sự thực sự mình thấy nó hơi bị phiền mấy cái trường hợp đó. Các bạn thấy mà các bạn bị sờ báo các bạn thấy phiền, trong khi người ta một tin nhắn các bạn có thể là người ta on, người ta sẽ trả lời và hello chào cậu. Mình sẽ không góp con này đâu, tại vì nguy cơ kiểu như sẽ thằng kia nó mới chết trận rồi đó, nên nếu mà mình đi tướng ra mình sợ là lu bu đó. Thì các bạn nên trong cái trường hợp mà nó bị nó chết trận, chết chết tường đâm tường này kia thì các bạn không nên đi làm cái gì hết, ngừng stop ngay tất cả. Vậy này thì khó khăn rồi, coi cướp cướp quái là mình phải canh cái ra, canh đam, canh thời gian đi này kia các kiểu để mà tránh cướp hụt. Và tôi sẽ đi ngủ. Chứ giờ này nó không đánh là ngủ đấy. Thật sự. Ôi, em yêu thế giới này. À, tới đá banh rồi các bạn, mình sẽ cố gã kèo trong cái thời gian đi đá banh. Thời gian đi đá banh thì có thể là mình sẽ gã kèo ổn hơn, không biết chả biết làm sao. Nói chung một ca có KPK thì nó sẽ gã cả kỹ năng mà nó gã kèo cao hơn là so với là bình thường. Thì kênh của mình chủ yếu là làm cho dân cày là chính, nằm ở mục đích của dân cày thôi, mà các bạn đừng có vào à cùi này kia, mình đi chat cho vui.
các bạn cần chia sẻ gì thì đối với mình đó thì kiến thức của những người mới chơi là ok, nhưng mà những cái mà tầm cao hơn, cái tầm chất lượng về nạp hay là những cái tầm mà đế hơn đó thì chả biết nhé. Cái nào biết thì mình chia sẻ, còn không biết thì thôi. Và bạn nào cần chia sẻ gì thì có thể là để lại bình luận hoặc là kết bạn với mình. Với một số cái như mình hạn chế là vấn đề, như mình có thấy một cái bình luận là so sánh game Lost Mobile với Rogue Kingdom á, thì game đó mình cũng có từng chơi thôi, nhưng mà mình không có dám cái vấn đề như là so sánh này kia thì nó hơi bị lu bu, với những cái người mà đang chơi bên đó thì nó không có được hợp lý cho lắm. Và clip của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký, cũng như là có thể là giới thiệu cho mình một vài cái kingdom nhẹ nhẹ tí nha, chiến chiến tốt một tí. Bấm đăng ký rồi ủng hộ mình, sớm đạt 1.000 người đăng ký, còn vài chục nữa ha. Bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, đi chat thuận lợi và đừng để bị cháy ạt nha. Chứ tầm này mình khiêng ngủ các bạn ạ.